Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu trả lời rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con sung tùng Cha vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cha chính xứ, kính thưa quý cha, kính thưa quý vị lãnh đạo các tôn giáo, kính thưa anh chị em thân mến trong Đức Kitô, chúng ta nghe đọc bài phúc âm chiều hôm nay, chúng ta thấy lạ trong một thời đại này mà Chúa dạy chúng ta ăn ở hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Trong một thời đại khoa học như thế này mà Chúa dạy rằng Chúa không mặc khải cho ai ngoài những người có lòng khiêm nhượng và những người nhỏ bé. Tại sao mà Chúa Giêsu nói như vậy? Có phải là nói những chuyện ngược đời hay là tôn giáo đi lui trước những sự tiến bộ của khoa học không? Cũng chính trong thời đại này và chính trong những ngày chúng ta vừa hồi hộp vừa sung sướng, ở đây chúng ta nghe nói tất cả những bí mật về thân xác của con người đã tìm được. Có phải vì vậy mà chúng ta vui hay buồn hay lo sợ và giáo hội và Chúa Giêsu có ánh sáng nào soi cho chúng ta trong những lúc này và con đường của người công giáo, vai trò của những người có tôn giáo phải đi làm sao cho đúng trước xã hội này? Kính thưa anh chị em thân mến, anh chị em sống ở đây trên đất Mỹ, anh chị em còn nhớ một người Mỹ đã vẽ ra hình ảnh cấu trúc của vệ tinh đầu tiên sẽ phóng lên quỹ đạo. Ông ấy tên là Frank Denton. Ông Frank Denton khi vẽ cái vệ tinh ấy thì nó có hai cái buồng ở trong đó, gọi là hai cái modulo. Và hai modulo đó cần luôn luôn phải có dưỡng khí theo để có thể sống được khi đi qua bên này hay đi qua bên khác. Có hai ống dưỡng khí để đi theo các phi hành gia. Ông Frank Denton viết vào một ống dưỡng khí một cái mật số gọi là G316, và ống kia
mật số G317. Các bạn của ông mấy nhà khoa học nó biết thằng cha này làm cái gì mà vẽ viết cái mật số G36 với G37. Anh nào nghĩ cũng không ra hết cả. Cuối cùng họ hỏi Frank Denton, ông bạn, nói cho chúng tôi biết tại sao mà anh viết cái ông này là G36 và ông kia là G37. Frank Denton cười quá sức. Ông cười và ông nói rằng G316 nghĩa là Gioan chương 3 câu 16 và G317 nghĩa là Gioan câu 3 chương 3 câu 17. Gioan chương 3 câu 16 nói gì? Thiên Chúa đã yêu thương loài người đến nỗi đã sai con một người xuống để cứu thế gian. Và G317 Thánh Gioan nói tiếp, Thiên Chúa sai con một người xuống thế gian không phải để luận phạt thế gian, nhưng mà để đem sự sống đến cho thế gian. Frank Denton nói tiếp, đối với tôi, một nhà bác học, tôi được vinh dự vẽ cấu trúc của vệ tinh đầu tiên phóng lên quỹ đạo, thì tôi nghĩ rằng trong cuộc đời của tôi không có câu nào quan trọng cho bằng hai câu đó. Khoa học không thể nói hết cho tôi được, mà khoa học cũng không thể bày vẽ cho tôi được rằng Thiên Chúa đã thương yêu loài người đến nỗi sai con một mình xuống cứu thế gian, và sai con một mình xuống thế gian không phải để luận phạt mà để đem sự sống cho tất cả nhân loại. Thưa anh chị em thân mến, điều ấy là câu trả lời cho chúng ta, là hy vọng cho chúng ta, là sự sáng cho chúng ta, là niềm tin cho chúng ta trong thời đại khoa học này. Trước những phát minh mới mẻ của khoa học này thì chúng ta vẫn có hy vọng và vẫn có sự sáng để hướng dẫn chúng ta. Nhưng những ngày hôm nay, nếu các bạn theo dõi những phản ứng trước những sự trình bày tốt đẹp thì các bạn sẽ thấy rằng các nhà bác học đều nói rằng có thể sẽ chữa được nhiều bệnh, tìm được các bí mật hết cả thì chữa được nhiều bệnh, nhưng mà họ nói rằng cũng phải 10 năm nữa đã. Thành thử có lẽ như tuổi tôi thì không đợi thâu đó được nữa. 2 nhà bác học khác đều có chức vụ quan trọng trong việc điều khiển khoa học của đất Mỹ này trong chính phủ Mỹ. Một là ông Bill Joy, ông đã nói rằng những khám phá này thật ra tuyệt vời, nhưng mà phải chăng chúng ta phải chẳng đứng lại những sự tìm tòi về khoa học, bởi vì có thể nó sẽ tiêu diệt nhân loại đi chăng. Nhà khoa học thứ hai cũng trên đất nước Mỹ này là ông Kurzweil. Ông Kurzweil đã nói rằng, tôi trả lời lại ông Bill Joy rằng điều ấy rất tốt và tôi cũng chia sẻ những lo âu của ông Bill Joy, nhưng mà chúng ta không thể chặt khoa học lại được nữa. Bây giờ chúng ta đã đến đà phát triển khoa học tự nó sẽ đi tới, và nó sẽ đi tới những điều rất nguy hiểm. Nhưng chúng ta phải làm gì để cho chúng ta có thể tránh được những điều nguy hiểm ấy? Và vì vậy ông nói rằng cố gắng hết sức và
chúng ta cần phải có những luật lệ, luân lý, những sự soi sáng về lương tâm để chúng ta khỏi là để cho khoa học làm tiêu diệt loài người. Và ông ta nói tiếp rằng, tôi nghĩ rằng ông Pinjoy và tôi là quốc gia phải chọn hai câu này. Một là hy vọng, hai là nguy hiểm. Những sự tiến bộ mà vừa công bố ra nước Mỹ và nước Anh, hai nước đã công bố ra trong những ngày hôm nay, có hai điều hy vọng và nguy hiểm. Làm thế nào để cho chúng ta tránh nguy hiểm và làm thế nào để chúng ta mang lại hy vọng? Anh chị em thân mến, làm thế nào bây giờ? Trong năm thánh này, thưa anh chị em, Đức Thánh Cha mở đường cho chúng ta và đưa nhân loại tiến vào thiên niên kỷ thứ ba. Đức Thánh Cha đã dạy một điều rất quan trọng: chúng ta cần phải đổi mới. Điều đó tóm tắt tất cả năm thánh. Chúng ta cần phải sám hối những tội lỗi của chúng ta, nhưng mà không phải sám hối cảm thấy tủi nhục, cảm thấy tiếc nuối, nhưng còn phải trở lại đổi mới thực sự và tìm con đường mới, đổi mới và đổi mới tận căn, tận gốc rễ. Nếu chúng ta không đổi mới thì chúng ta không thể sống được về phần thể xác, về phần vật lý cũng như về phần thiêng liêng. Thế gian này cần có một sự đổi mới, mà sự đổi mới ấy phải thành thực, sự đổi mới ấy phải trung thực, sự đổi mới ấy phải tận căn. Nếu chúng ta đổi mới không thành thực thì chưa phải đổi mới. Nếu chúng ta đổi mới mà không tận căn thì nó sẽ phát sinh ra những bệnh tật nguy hiểm lại trong cuộc sống tâm linh của chúng ta. Đức Thánh Cha dạy điều ấy bởi vì sao? Chúng ta thấy trên thế giới đó, tất cả các lời tuyên bố, các cuộc họp đều tốt đẹp cả, nhưng mà nó giấu tiềm ẩn những điều nguy hiểm mà tất cả các quốc gia đều không muốn nói ra. Chúng ta thấy những hiệp ước quan trọng trên thế giới ở Helsinki về hòa bình. Chúng ta thấy những hiệp ước giữa Do Thái và Palestine. Sống trên đất Mỹ này, thấy ông Clinton đã mời bao nhiêu lần ông Yasser Arafat và ông Netanyahu, bây giờ là ông Barack, sang đây họ. Trước đây có hiệp định Camp David, rồi tới bao nhiêu lần họp khác, nhưng mà họp rồi, tuyên bố rồi, ngày mai về bên kia nghe ám sát, nổ rồi, terrorist tiếp tục. Chúng ta đã thấy hiệp định Dayton đã muốn chấm dứt chiến tranh ở nước Ba Tư, nhưng rồi vẫn tiếp tục. Và ngày nay ở Kosovo vẫn còn người chết. Anh chị em, tại vì sao như vậy? Vì không thành thực, vì không có đổi mới. Tại sao mà không đổi mới được? Vì khi chúng ta muốn đổi mới thì phải tránh một điều quan trọng nhất, gọi là sự vẫy vò về trí thức, sự vẫy vò trong tâm hồn. Vẫy vò trí thức nghĩa là gì? Nghĩa là nói một đường mà hiểu một nẻo. Chúng ta thấy ngày xưa loài người cũng phạm tội, ngày nay loài người cũng phạm tội, nhưng ngày trước phạm tội mà biết nhận tội và xin tội, ngày nay phạm tội mà phải bắt người ta phải công nhận rằng đó không phải là tội.
và nói rằng đó là tôi. Đó là một sự vãi vò mà làm cho thế giới này hư hỏng. Thưa anh chị em, chúng ta thấy như vậy thì chúng ta phải biết rằng tìm đến với Chúa Giêsu và phải tìm đến một sự đổi mới trong tâm hồn. Và đem khi đổi mới thật sự như vậy thì mới đem lại sự bình an cho chúng ta, mới đem sự đoàn kết lại thật cho chúng ta, mới đem lại hạnh phúc thật cho chúng ta. Và tất cả mọi người yêu thương nhau, mọi người đều xem nhau là một gia đình, mọi người biết đoàn kết để đến với Chúa Giêsu. Và chỉ có Giêsu, Chúa Giêsu đến với chúng ta. Các bạn thân mến, các bạn trẻ hãy nhớ cái chìa khóa mà U Frank Denton để lại cho các bạn, J316 và J317. Cái chìa khóa ấy sẽ mở cho các bạn thấy điều quan trọng nhất là trong cuộc đời của mình là Chúa Giêsu đã đưa đến với chúng ta. Khi ông Blaise Pascal, một nhà toán học đồng thời là một triết gia danh tiếng của nước Pháp chết, thì người chị của ông Blaise Pascal nói rằng đưa áo sơ mi của ông Blaise Pascal cho tôi. Người giúp việc cũng đòi lấy cái áo đó, bởi vì cả hai người đều thấy ông Blaise Pascal có một cái gì không biết, và ông cứ mỗi lần thay áo giặt thì ông lại mở cái gấu áo của áo ra, ông lấy cái đó ra để ông khâu qua cái áo sơ mi kia, và ông cứ mặc luôn vậy. Mấy thay áo thì cũng lấy ra rồi cũng khâu vô lại. Họ nói chắc không biết là có để tiền để bạc đâu đây, mà ông cứ mà không cho ai biết hết cả, và mỗi lần thay áo giặt áo thì khâu cái câu đó. Và ông Blaise Pascal đã khâu câu gì, người giúp việc cũng muốn đặt biết mà người chị cũng muốn biết. Khi tìm ra đó thì thấy ông Blaise Pascal nói rằng yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Và ông Blaise Pascal nói tất cả đó là sự vui mừng của tôi, tất cả đó là vui mừng đến nỗi chảy nước mắt mà sung sướng, vì tôi đã tìm được Thiên Chúa. Và khi tôi tìm được Thiên Chúa thì tôi tìm được anh em chúng tôi, tôi tìm được con người, bởi vì Thiên Chúa dạy cho chúng tôi phải biết thương yêu anh em chúng tôi. Thưa anh chị em, trong năm thánh này chúng ta mừng 2000 năm Chúa Kitô đến với chúng ta, thì chúng ta phải làm như Blaise Pascal vậy. Không biết có ai mai mốt cứ khâu áo như vậy thì chắc là không biết khâu câu gì. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ cái gương của một nhà bác học như ông Blaise Pascal. Và chúng ta đến ở đây trong ngày hôm nay cùng với các vị lãnh đạo các tôn giáo, chúng ta tất cả là anh em, và chúng ta cố gắng cho trong thời đại khoa học này chúng ta có thể đem lại một sự tốt đẹp là tình thương. Bởi vì Đức Thánh Cha có nói một câu mà chúng ta cần phải ghi nhớ: hòa bình sinh ra từ trong quả tim của con người, và hòa bình chết đi từ trong quả tim của con người. Khi quả tim của con người không muốn hòa bình thì hòa bình ở ngoài phải chết. Và khi quả tim con người, mỗi người đều muốn hòa bình yêu thương nhau, thì thế giới có hòa bình. Thân ái, xin chào anh chị. Kính mời quý cha cùng toàn thể quý vị ngồi. Kính thưa Đức Tổng Giám mục, chúng con vui mừng tôn tạ được Đức Tổng tới thăm cộng đồng dân Chúa giáo phận San Jose chúng con.
Đức Tổng đem đến cho chúng con ơn toàn giá của giáo hội và phép lành năm thánh từ Tòa Thánh Vatican. Giờ đây Đức Tổng lại có nhát ý muốn chia sẻ với chúng con về công lý và hòa bình, một đề tài mà chúng con nghĩ rằng sẽ đem lại cho chúng con rất nhiều lợi ích. Vậy chúng con không dám làm mất thì giờ của Đức Tổng. Chúng con xin trân trọng kính mời Đức Tổng Giám mục bắt đầu. Đại diện cho tòa thánh ở Liên Hiệp Quốc thì các vị đó hành tuần đều
gửi hồ sơ về cho tòa thánh và ở Tri Bộ chúng tôi cũng đón nhận các hồ sơ đó để cho biết các công việc của tòa thánh và tình hình trên thế giới. Cùng với các vị ấy thì còn có các tin tức của những vị đặc biệt mà tòa thánh đặt ở các cơ quan quốc tế. Ví dụ là đại diện của tòa thánh trong cảnh Liên Hiệp Quốc là có một vị sứ thần tòa thánh, đại diện tòa thánh ở với các hội phi chính phủ ở tại Geneva có một tổng giám mục là đại diện của tòa thánh. Ở các cơ quan khác tòa thánh cũng có những vị đại diện đó, chẳng hạn như đối với Quốc hội Âu Châu cũng có một vị đại diện tòa thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa thương cho hội thánh một cái lạ lùng là tòa thánh không có đất đai gì hết, mà không có tiền bạc, mà không có quân đội, mà trên thế giới không có tôn giáo nào, chỉ có một đạo Công giáo, là có 172 nước đặt ngoại giao với tòa thánh, đặt ngoại giao với tòa thánh có đất cho ngoại giao ở nữa. Họ ở trong nước Ý thôi, chứ không có đất Vatican nhỏ chút xíu, chỉ có là Đức Thánh Cha ở thôi. Nhưng mà có 172 nước có ngoại giao với tòa thánh, và tòa thánh cũng đặt lại ở 172 nước đó các vị ngoại giao của tòa thánh. Vì sao mà các nước đặt như vậy? Bởi vì các nước biết rằng tiếng nói của tòa thánh rất quan trọng và tòa thánh có thể giúp thế gian được công lý và hòa bình. Dù là các nước không có đạo Công giáo, một số lớn các nước trên thế giới là Hồi giáo, là Phật giáo, là Ấn giáo, nhưng họ đều đặt ngoại giao đối với tòa thánh. Khi làm như vậy thì chúng tôi phải tiếp đón tất nhiên là các vị đại sứ của các nước đến văn phòng gặp chúng tôi. Họ đến để trao đổi về tình hình thế giới hoặc là ngay trực tiếp trong nước họ, hay là quan điểm của tòa thánh về tình hình của thế giới nói chung để nước họ có cái đường lối cho đứng đắn. Một điều khác nữa là tiếp đón nhiều phái đoàn, phái đoàn này, phái đoàn kia, linh mục, tu sĩ, giáo dân, các hội đoàn trên thế giới tới. Và các nơi có những tổ chức hội họp và mời thì nếu chúng tôi có thể đi được thì phải đi đi để tham gia và hướng dẫn các cuộc hội họp ấy. Hiện giờ đây, ngày hôm qua tôi phải diễn thuyết ở dưới Los Angeles cho người Mỹ cũng vì những thông điệp đó. Tháng 3 này tôi còn phải sang lại một lần nữa diễn thuyết cũng tại Los Angeles theo lời mời của Đức Mục Sư Mahoney về vấn đề công lý và hòa bình trong một khía cạnh mới, thì cũng đi như vậy. Bây giờ tôi ở đây, nhưng mà ngày 17 tháng này tôi đi về Roma, rồi 17 tháng này tôi sẽ đi xuống Nam Mỹ ở nước Colombia để họp với Hội đồng Giám mục trong Mỹ Latin, thì cũng về những việc công lý và hòa bình đối với các nước đó. Anh chị em biết như vậy đó, thì hỏi công việc như vậy và công việc của bộ thì phải đi luôn. Và qua tháng 8 thì phải đi nước Mozambique ở Phi Châu để họp cũng vì vấn đề đó. Và qua tháng 10 thì đi nước Gabon ở tại Phi Châu, ở nói chính Pháp thì cũng vì những vấn đề đó. Thành thử liên tục hoạt động và viết lách ra các tài liệu rồi đi đến nước này nước kia. Năm nay chúng tôi đã đi đến Ben Quốc ở Úc Đại Lợi để họp tất cả các nước trong biển Thái Bình Dương về cũng vì vấn đề công lý và hòa bình. Hỏi những vấn đề nào là những vấn đề quan trọng được bàn tới: chiến tranh, hòa bình, nhân quyền, khí giới, sản xuất khí giới, buôn bán khí giới ở trên thế giới, những sự phân biệt đối xử, công việc làm, sự áp bức đối với trẻ con,
đối với phụ nữ, rồi vấn đề cận xa, ma túy, vấn đề sự sống, vấn đề quyền con người, vấn đề tự do tôn giáo, tất cả vấn đề đó thì chúng tôi cần phải là tiếp xúc và có tiếng nói. Có một lần, trong nhiều lần, mỗi năm các nước hay tổ chức những buổi ăn để nói chuyện bàn cãi. Tất cả các nước ở Á Châu, thêm cả Ai Cập và đảo Síp nữa, các ông đại sứ của các nước ấy mời tôi cơ để nói chuyện. Hầu hết các nước đó hoặc là Ấn giáo, Phật giáo và nhất là Hồi giáo cả. Chỉ có nước Philippines là ông đại sứ là người Công giáo thôi. Nhưng khi họ hỏi và thấy mình trình bày các điều đó rồi thì các nước đó nói rằng chúng tôi không ngờ mà Hòa Thánh lo cho hòa bình thế giới, lo cho công lý ở trên thế giới và tạo điều kiện để các dân tộc sống vui vẻ, thịnh vượng trên thế giới, chống lại nghèo đói như vậy ở trên thế giới. Chúng tôi nhiều khi chỉ tưởng Hòa Thánh lo việc thiêng liêng mà thôi. Bây giờ chúng tôi trong một buổi ăn mà tổng giám mục trình bày cho chúng tôi như vậy như một bài học để chúng tôi thấy và chúng tôi càng cảm phục Giáo hội Công giáo vì Giáo hội Công giáo có rất nhiều đóng góp cho nhân loại không kể là tôn giáo nào. Đó là công việc ở trong bộ công lý và hòa bình. Bây giờ nói ngang đó rồi, anh chị em ai muốn hỏi câu nào hỏi đi. Họ ghi câu hỏi lên các cái tấm giấy cho chúng con đây và chúng con xin đọc lại những câu hỏi và xin Đức Tổng giám mục trả lời. Và sau khi Đức Tổng giám mục trình bày xong, xin Đức Tổng giám mục cho quyết định, xin Đức Tổng giám mục trả lời từng câu ngay bây giờ cho họ giơ tay hay Đức giám mục sẽ trả lời những câu hỏi đã ghi trên giấy. Có ai có câu hỏi gì thì đọc hết đi. Gia đình phải nấu cơm cho cháu dân ăn ở lại cả đêm. Đây là câu hỏi thứ nhất. Xin Đức Tổng giám mục cho biết chuyến đi Hoa Kỳ lần này của Đức Tổng giám mục có sứ mạng đặc biệt nào? Và xin Đức Tổng giám mục cho biết cảm tưởng gì khi đến San Jose. Kính thưa Đức Tổng giám mục, đã từ lâu Đức Thánh Cha tỏ ý muốn sang thăm quê hương Việt Nam của chúng con. Vậy Đức Tổng giám mục nghĩ sao về vấn đề này? Không biết, câu nào trong khó khưa rồi hỏi bỏ đi, cứ đọc hết, đọc liền các câu hỏi. Trong vai trò chủ tịch hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình, Đức Tổng giám mục có liên hệ như thế nào với các nước trên thế giới? Bây giờ tôi trả lời bốn câu đó. Chuyến đi này sang ở đây có nhiệm vụ gì? Trước hết là
để nói anh chị em hiểu. Chuyến đi này là do Đức Hồng Y Mahoney mời để mà giảng cho người Mỹ. Và Đức Hồng Y Mahoney mời trả tiền máy bay đi qua đi về giảng cho người Mỹ. Giảng cho người Mỹ ngày bữa qua và chiều nay phải làm lễ. Và chiều mai cũng phải làm lễ nữa. Vậy mà bây giờ sáng nay dù lên San Jose mất. Rồi ngày mai về thì Orange County khóa lên Đức Hồng Y Mahoney trả tiền mà chỉ được có một ngày, còn 3-4 ngày làm cho Việt Nam, không Việt Nam khỏi trả tiền gì. Thật thử cái việc chính là việc của địa phận Los Angeles mà tổ chức cho nước Mỹ, ai muốn tới tham dự thì tham dự, mà họ tổ chức rất quy mô, nhưng người Việt Nam mình ít tham dự. Chiều hôm qua tôi trình bày cái bài khai mạc và có số người tham dự có ghi danh là 4.400 người. Trong số đó có 87 đức giám mục và 3 đức hồng y tham dự. Vậy thì chiều nay dù mất thì tội lỗi quá sức nặng nề. Nên khi mình trình bày điều gì và trả lời cho họ điều gì thì rất có ảnh hưởng, bởi vì họ cho là đại diện từ tòa thánh sang để nói điều này điều kia. Điều thứ hai là họ quý mến và tôn trọng người Việt Nam, bởi vì dù là đại diện tòa thánh cũng là người Việt Nam, nên chi nhiều khi mình rất thấy là vinh dự vì họ quý mến cá nhân mình ít, nhưng mà họ quý mến người Việt Nam được nhiều. Câu thứ hai hỏi là Đức Thánh Cha muốn đi thăm Việt Nam thì chừng nào biết. Cái này thì có lẽ mấy ông về hỏi về Hà Nội chứ không hỏi. Nhưng mà vấn đề Đức Thánh Cha là Đức Thánh Cha ước ao thăm nước Nga, thăm nước Tàu, thăm nước Việt Nam. Đức Thánh Cha đã thăm hầu như 200 nơi, đi 200 chuyến đi trên thế giới, thì Đức Thánh Cha đã thăm nhiều nước. Và Đức Thánh Cha thăm chỉ vì lòng thương yêu quý mến một dân tộc và đem hòa bình tự do tới nói chuyện với dân tộc đó. Còn cái chuyện chính phủ nào tiếp đón thì Đức Thánh Cha đi, còn chính phủ nào chưa tiếp đón thì Đức Thánh Cha chưa tới, nhưng cũng không mất gì của Đức Thánh Cha cả. Có những điều mình trình bày sai và nhiều khi báo chí sai và người Việt Nam Công giáo mình nói cũng sai luôn, là nói Đức Thánh Cha xin đi Việt Nam mà họ không cho. Đức Thánh Cha đâu phải như mình mà nói là ra xin đi ra mà họ không cho. Đức Thánh Cha đi là chuyện giữa bên Việt Nam phải có là hội đồng giám mục mời và chính phủ Việt Nam mời thì mới đi. Còn Đức Thánh Cha ngỏ ý cho biết là nếu khi nào có thuận tiện thì Đức Thánh Cha sẵn sàng viếng thăm, kẻo mà Đức Thánh Cha bỏ dân tộc Việt Nam và thăm dân tộc khác. Còn cái chuyện mà sẵn sàng và đón tiếp được thì đi, không thôi mình lại trình bày ngược lại nhé. Đức Thánh Cha xin đi Việt Nam mà không cho đi. Đức Thánh Cha không phải như mình mà nói đi xin, mình hạ Đức Thánh Cha quá đấy. Báo chí Việt Nam mà báo chí Công giáo viết như vậy cũng là sai. Mình phải suy nghĩ kỹ, hoặc là mình nói tòa thánh nói chuyện với xin nhờ các tôn giáo can thiệp, kẻo tòa thánh là ngoại giao với là cộng sản, thì mình phải biết rằng các tôn giáo không có tôn giáo nào có
có một tòa đại sứ mà đạo Công giáo 172 tòa đại sứ, thì tại sao mà mình phải đi xin chỗ khác? Nó để cho khuyên tòa thấp, nó tốt bảy. Câu thứ ba khi nãy là câu nào? Câu hỏi trước khi nào? Ở việc trong vai trò chủ tịch hội đồng giáo hoàng công lý và hòa bình, Đức Tổng có các liên hệ như thế nào với các nước trên thế giới, cách riêng với giáo hội Việt Nam? Khi nãy đã nói tất cả các nước thế giới đều có liên hệ, nhưng mà tùy ai không liên hệ thì thôi. Tòa Thánh sẵn sàng đóng góp cho tất cả các nước, nhưng mà nước nào không liên hệ thì thôi. Tiếp theo. Linh Mục Trọng Ân, báo Trái Tim Đức Mẹ, xin hỏi trong gia đình chúng con, trong tình gia đình chúng con mong biết và hỏi nhỏ Đức Tổng, bao giờ chúng con được mừng Đức Tổng lên chức Hồng Y? Chúng con nghe trong tháng 10 năm 2000 này phải không? Thế này thì có lẽ xin cha trọng ân hỏi thẳng Đức Giê-hô-va Hòa cho rõ. Bởi vì Đức Giê-hô-va Hòa, cái việc lên chức Hồng Y hay không ấy, thì chỉ có Đức Giê-hô-va Hòa biết, không ai biết hết. Và khi nào có phong Hồng Y thì báo trước một tháng trình đấy thôi, chứ còn không ai biết trước hết. Thành thử có làm Hồng Y hay không cũng không biết, và khi nào thì cũng không biết. Mỗi Đức Giê-hô-va Hòa có một lối lựa chọn khác nhau. Đức Giê-hô-va Hòa Gioan thứ ba đó lên nhà hoàng, lên làm giáo hoàng được 1.5 tháng thì đặt Hồng Y mới. Đức Giê-hô-va Hòa Pio thứ 10 thì 3 tháng thì đặt một số Hồng Y mới. Đức Giê-hô-va Hòa Pio thứ 12 7 năm mới đặt Hồng Y. Thật thử chuyện đó là chuyện riêng của các Đức Giê-hô-va, tôi thì chịu thôi. Đều sẵn đây nói chuyện vui, có hai cha, trong đó có cha Chu Công Minh tới thăm bà cố tôi ở bên Úc. Bà cố tôi năm nay khởi sự 78 tuổi, 98 tuổi. Hôm trước tôi về họp ở bên Úc thì có ghé lại thăm bà cố tôi. Bà tôi nói với bà cố tôi, má nhớ cầu nguyện cho Đức Giê-hô-va Hòa, ngài mới mừng 80 tuổi, má nhớ cầu nguyện cho Đức Giê-hô-va Hòa. Thì má tôi nói rằng, vậy thì Đức Giê-hô-va Hòa còn trẻ dữ. Thì hôm hai cha Chu Công Minh với một cha nữa tới thăm bà cố tôi, thì hỏi bà cố tôi rằng bà cố có muốn cho Đức Giê-hô-va Hòa làm Hồng Y không? Bà cố tôi nói không. Thì hỏi lại, không, bà cố có muốn Đức Giê-hô-va Hòa làm Hồng Y không? Bà nói không. Nói tại sao vậy? Khi tê con cháu con đi tu thì chị muốn làm linh mục để mà tệ lệ Chúa, rửa ra đủ rồi. Hai cha đó mà làm Hồng Y để giúp việc hội thánh nha. Thì giờ làm linh mục để giúp việc hội thánh thì cũng tốt rồi. Để bà không mà giúp việc hội thánh được nhiều hơn. Thì bà hỏi lại, rửa thì hai cha giúp việc hội thánh.
có lẽ là Đức Giáo Hoàng nghe lời bà cố tôi để cũng đặt lời. Trước tôi về thì tôi hỏi bà cố, má có cầu nguyện với con không? Có, má cầu nguyện làm sao? Làm bổn phận cho nên tôi đẹp lòng Chúa, thì đó thôi. Kính thưa Đức Tổng, con xin đọc 3 câu kế. Kính thưa Đức Tổng, trong cuộc đời của Đức Tổng đã có rất nhiều khó khăn và thử thách trên con đường giữ đạo Chúa. Vậy làm sao mà Đức Tổng có đủ nghị lực để mà vượt qua nó được? Câu thứ hai, kính thưa Đức Tổng, Ủy ban Công lý và Hòa bình có vai trò gì trong xã hội? Ủy ban gồm những chức trách nào, sinh hoạt ra sao? Ủy ban được thành lập từ bao giờ, hoạt động và thành quả đạt thái được như thế nào, ảnh hưởng của ủy ban và nền cây hoàn cầu? Câu hỏi thứ ba, xin Đức Tổng chia sẻ cho chúng con biết cuộc sống của Đức Tổng trong thời gian Đức cha bị cầm tù tại Việt Nam. Ba câu này trả lời trong thực tế thì đến khuya. Câu thứ nhất, cái về công lý hòa bình thì nói được là khi nãy tôi đã nói rồi. Hỏi con, Hội đồng Bảo Thánh Công lý Hòa bình có từ lúc nào? Thì đã có từ năm 1967. Và tại vì sao mà có? Là đó là kết quả của Công đồng Vatican. Khi các nghị phụ đi họp Công đồng Vatican thì thấy trên thế giới có nhiều vấn đề mới mà các vị phụ không thể nào giải quyết hết được, bởi vì nó mới mẻ quá, phải có thời giờ và phải có nghiên cứu nhiều. Nên khi bế mạc Công đồng Vatican thì trong cái văn kiện cuối cùng gọi là hiến chế một vụ vui mừng và hy vọng hội thánh trong thế giới ngày nay, các nghị phụ trong những câu cuối cùng có viết rằng: chúng tôi các nghị phụ của Công đồng Vatican xin Đức Thánh Cha tìm cách cho chúng tôi hoặc là một tổ chức nào để hướng dẫn chúng tôi về những vấn đề mới này. Đó là yêu cầu của các nghị phụ, để mai đóng cửa về bữa nay thôi, nói giao Đức Thánh Cha liệu làm sao làm. Thì Đức Thánh Cha Phaolô VI đã suy nghĩ từ cuối năm 1965 cho đến đầu năm 1967, thì trong vòng 1.5 năm sau, Đức Thánh Cha đã ra văn kiện phát triển các dân tộc. Và trong văn kiện phát triển các dân tộc, Đức Thánh Cha nói: tôi đặt một ủy ban gọi là Công lý Hòa bình để phục vụ cho sự phát triển công lý, phát triển các dân tộc và công lý hòa bình trên thế giới. Thành thử từ năm 1967. Nhưng mà có một điều nên nhớ và phân biệt khác nhau. Khi mới đặt ra gọi là ủy ban có tính cách là không vĩnh viễn, tạm thời, để xem thử có thành công hay không. Nhưng khi đã thành công thì 10 năm sau không gọi là ủy ban nữa mà gọi là Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình. Nên bây giờ không còn là tiếng ủy ban nữa. Nhớ phân biệt hai cái điều đó. Còn hỏi rằng tôi gặp khó khăn thì làm sao mà cho khỏi khó khăn? Khó khăn thì gặp rồi, cong lưng mà chạy, bác cực mà đổ lên non, cong lưng mà chạy, cực còn chạy theo, làm sao mà khỏi được? Nhưng mà Chúa giúp thôi. Tôi không phải là anh hùng, tôi cũng không phải là
thánh hơn gì hết. Loài người ta yếu đuối tội lỗi, nhưng mà Chúa thương và Chúa giúp đỡ. Mình cũng làm sao biết được cả. Khi mà ra đi thật là mệt mù, nhưng mà Chúa giúp đỡ. Chúa đi từng bước thôi. Và ở trong tù nó có những lúc rất là gian nan khốn khó. Những lúc ở trong một cái buồng mà không có cửa sổ nào hết, thì vô trong đó nắng và ẩm ướt quá sức, thở không nổi nữa, và nằm trên giường cũng không chịu nổi nữa, thì xuống nằm dưới đất. Và có khi thì có điện rất sáng cả tuần, và có khi thì tối cả tuần mà không có điện. Ẩm ướt và nóng. Có khi tôi nằm dưới đất cả tuần đó, thì thấy mà không thấy gì hết, tối tăm quá. Tới khi mà sáng ra lại cái thì thấy chiếc chiếu ở trên cái giường đó, mà nấm trắng mà nó mọc cao như thế này, mọc hết cả cái chiếu. Bởi vì nó ẩm ướt quá. Và Chúa cũng cho sống. Và có một lần thì khi tối tăm như vậy thì mới thấy có một cái lỗ, có lẽ là phía trước người ta làm để cho nước chảy ra. Thì nhờ cái lỗ đó mà tới nằm mà để lỗ mũi ngay với cái lỗ đó mà thở. Và khi nào ở ngoài mà mưa thì mấy con trùn, con giun rồi đó, nó bò vô. Có khi cả rết nó cũng bò vô, còn ếch nhái chút chút cũng bò vô. Mà mình yếu cho đến nỗi không đuổi nó đi được nữa, mà đuổi thì cũng sợ rết nó cắn mình chết. Thì thà nó nằm yên, nó bò qua bò về, nó ở lại. Khi nào ở ngoài hết mưa rồi nó ra, để có mưa nó lại vô lại. Và nhờ như vậy mà cũng không hiểu làm sao mà sống được, bởi vì chỉ nằm giữa nền mà không được nền xi măng, nền vôi không, mà nằm như vậy tháng này qua tháng khác mà chịu như vậy. Chúa giữ cho còn sống, và nhờ ơn Chúa thương mà còn sống. Có những lúc không còn sức mà đột kích nữa, bởi vì bộ thần kinh nó hư đi. Nhiều khi đọc kinh lạy cha mà đọc cái giờ đọc cũng được một kinh lạy cha, mới lạy cha chúng tôi quên rồi. Thì Chúa dùng những người khác mà giúp cho mình đọc kinh. Có lần tôi bị quản thúc, có một cái ông già, ông xin được ông vào thăm tôi. Ông ngồi cả buổi ông không nói gì hết. Ông vô hỏi, ông nói ông vô thăm cha thôi, mà ông nói gì hết. Lạ chứ, thì ông này vô cái buổi mà mình đợi nói cho vui, mình nói gì hết. Cuối cùng là tôi nói một câu: ông Quảng ơi, ông nhớ ông cầu nguyện cho tôi với, bởi vì tôi rất cần lời cầu nguyện của ông. Thì biết ông trả lời sao? Ông nhà quê như vậy: thưa cha, cha phải nhớ một kinh cha đọc khi cha ở trong tù bằng 1.000 kinh cha đọc khi cha được tự do. Một nói câu đó thấm thía, và mình thấy Chúa sai một người giáo dân quê mùa như vậy tới mà giúp mình cầu nguyện. Có khi là người cộng sản, có cái ông đó được sai vô ở với tôi, mà ông đó thì gốc ở gần đền thờ Đức Mẹ La Vang, mà ông là một cán bộ cao cấp cộng sản. Thì sau đó thì ông kết nghĩa với tôi ở lâu, thì ông mới cho biết là ông nằm đó để báo cáo tôi. Thì ông lại nói rằng: tôi hứa với anh, tôi ra về thì tôi mỗi chủ nhật tôi sẽ đạp xe vô đền thờ Đức Mẹ La Vang, tôi cầu nguyện cho anh. Mình nói cảm ơn anh, nhưng mà trong bụng nói lại Đức Mẹ chứ, thì ông này cộng sản vô thần mà ông lại hứa chủ nhật thì đi cầu nguyện Đức Mẹ La Vang. Ông biết thì ông cầu nguyện,
nhưng mà thấy ông cũng thiện chí mà. Thì sau mấy năm sau, khi tôi đang bị biệt giam được cái thơ, mấy khi mà thơ mà lọt vô tay mình được, nó bữa đó hôm sau nhà nước gửi cái thơ đó tới. Thì cái thơ, trong thơ nói thế này: trước là ông phải dạo đầu cho xuôi để thơ nó chạy, thì anh cố gắng học tập tốt để cho có ngày anh được thấy tự do. Sau ông ấy cái câu sau: anh Thuận ơi, trước khi tôi về tôi có hứa với anh là ngày Chủ nhật tôi sẽ đi cầu nguyện Đức Mẹ La Vang cho anh. Nhà tôi cách nhà thờ La Vang 3 cây số. Mỗi Chủ nhật trời không mưa mà tôi nghe chuông đánh lúc 5 giờ thì tôi đạp xe vô. Nhưng anh biết nhà thờ Đức Mẹ La Vang đã sụp đổ vì bom đạn hết rồi, chỉ còn cái đài Đức Mẹ La Vang thì còn. Tôi tới trước đài, tôi cầu nguyện như thế này anh nghe có được không? Ông nói làm sao? Tôi nói với Đức Mẹ: thưa Đức Mẹ, tôi là người ngoại đạo, tôi không thuộc kinh, nhưng như tôi đã hứa với anh Thuận là tôi sẽ đến cầu xin Đức Mẹ, vậy tôi xin Đức Mẹ cho anh Thuận cái điều gì anh cần thì Đức Mẹ cho anh. Tôi nghĩ một lời cầu nguyện chân thành của một người cộng sản như vậy, Đức Mẹ đã nhận lời. Bữa nay còn sống răng răng mà qua đây. Thành thử là nhiều khi mang một câu một người cộng sản mà viết lại cho mình như vậy thì làm cho mình suy nghĩ và thấy lời cầu nguyện rất là đúng, đâu phải mà đọc cái kinh gì lạ luôn, nhưng mà cầu nguyện rất đơn sơ mà có lẽ Đức Mẹ đã nhập lời. Sau này ông có thành công đi lao động ở bên Tây, bên Đông Đức. Thằng con của ông nó gửi thơ mấy lần nó thăm tôi, nó nói: ba cháu nói là có ở tù với bác mà bây giờ bác ở bên Roma, cháu gửi lời thăm bác. Về sau nó gửi cái thơ, nó nói là cháu và nhà cháu thì không có đạo, nhưng có hai đứa con cháu đi học trường Bài Sơn ở bên Đông Đức, mà bây giờ hai cháu xin theo đạo thì cháu và nhà cháu đã đồng ý cho hai cháu theo đạo. Thành thử Chúa làm hết mọi sự, mình không thể làm được nhưng mà Chúa làm mọi sự. Bây giờ nói rõ hơn nữa, Chúa làm sao? Bây giờ nói một câu chuyện mới xảy ra đây. Ngày 18 tháng 3 năm 2000, nghĩa là mới cách đây chưa đầy 4 tháng, là ngày bế mạc tôi giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh Cha và giáo truyền. Khi giảng tĩnh tâm xong, sáng đó 18 tháng 3 áp lễ Thánh Giuse, Đức Thánh Cha ra chào các hồng y giám mục đi giảng tĩnh, nghe giảng tĩnh tâm và thay mặt cho tất cả các vị cảm ơn tôi. Không ai biết hết, nhưng có mình tôi ở đó nghe Đức Giáo Hoàng nói, và trước mặt tất cả giáo điều tôi rất lấy làm xúc động. Tại vì sao? 14 năm trước đây, đúng ngày 18 là ngày hôm nay, tôi đang ở nơi nhà thờ Tây Mông bị quản thúc ở đó, thì công an đến đã đập trát bắt từ chỗ quản thúc đem vô giam xà lim, đưa tôi ra lính đánh một súng đi hai bên, đẩy vào trong chiếc xe bị tùng chở xuống đại gia Phú Khánh vô xà lim. Mà 14 năm đây, 24 năm nay, làm sao mình tưởng tượng mà cũng ngày đó mà 24 năm sau mà giảng tĩnh tâm cho Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng cảm ơn trước mặt cả giáo điều. Chúa đưa đấy mình làm sao được, thành nó có gì mà mình kiêu ngạo được.
Ủa, Chúa ơi, mình có cái tài gì mà khi phải gì mà khi đi đó nói 24 năm nữa tôi sẽ giảng tại Roma. Hai mươi bốn năm trước tôi khởi sự từ ngày đó dân thánh lễ bằng ba giọt rượu và một giọt nước ở trong lòng bàn tay. Có chân thánh đâu lấy cái lòng bàn tay làm chân thánh và dân thánh lễ khởi sự từ 18 tháng 3. Hôm nay 18 tháng 3 giảng xong, Đức Chúa Hòa đưa lên phòng ngài và cho một cái chén thánh mạ vàng. Bây giờ trừ lại 24 năm trước làm lễ ở trong làm bàn tay. Trước lúc mình có ngờ khi đi ở tù hết vậy sẽ 4 năm sau Đức Chúa Hòa sẽ cho tao mấy chén thánh. Không biết được. Biết Chúa là 24 năm trước khi tôi ra đi như vậy thì giáo dân đứng xa xa và thấy mình bị đẩy lên xe mà đi mà không biết đi đến đâu, và xe từ từ lăn bánh, họ khóc mà họ không dám ra, và nhà thờ của họ nghèo ra ở gần núi nhà thờ cái con. Chúa xui làm sao biết, cách đây 3 năm ông cha Phú là cho sở nhà thờ đó, anh em đây nhiều người biết, bắt đầu xây nhà thờ lại. Mà xây sơ sơ đó, ông xây lần lần cứ thêm mãi cho to, ít bữa xây thêm nữa, gửi thờ bên này cũng xin bà con giúp đỡ, này kia xây to. Và ông đâu biết là tôi sẽ giảng cái phòng cho Đức Thánh Cha mà ngày 18 là bế mạc. Thì chính trong cái tuần cái phòng đó là nhà thờ đó được hoàn thành, và Đức Cha Nguyễn Văn Hòa, người kế vị của tôi ở Nha Trang đó, đã cùng với cả trăm linh mục tới xức dầu làm phép nhà thờ đó và mừng trọng thể trong cái tuần tôi giảng công phòng cho Đức Cha. Mình không thể được. Và bên đó mà sẽ mà mừng như vậy thì có email sang cho tôi và nói chúng con cảm ơn Đức Cha đã giúp đỡ này kia, nhưng mà nợ nần còn nhiều, Đức Cha nhớ giúp đỡ thêm. Mình đang lúng túng biết gì mà nợ mấy nhiều chứ phải là 5-3 đô mà. Sáng đó vừa giảng công phòng xong, có một đức hồng y tên là Pha Solo, tôi không có quen thân gì, gửi cái thơ. Mở ra lạ, Đức Hồng Y Pha Solo quen gì mình mà lại gửi thơ. Sáng nay gửi thơ, trong thơ ngài nói rằng: tôi rất cảm ơn Đức Cha đã giảng công phật, tôi được nhiều ít ơn ích thiên liêng, và vì vậy tôi gửi đây một cái séc 5 triệu lia Ý để Đức Cha cho bổn đạo nghèo địa phận cũ của Đức Cha. Thì có cái đó thì gửi về bên kia. Khi nhìn lại cuộc đời của tôi, bây giờ anh chị em hỏi sao? Cứ theo Chúa, tin tưởng Chúa, và Chúa dắt mình đi. Có những lúc mịt mù, tối tăm, khốn nạn, ngã lòng, nhưng mà có Chúa, rồi sẽ đi tới nơi. Và vì Chúa dắt đi, và tới mình đã ở tù rồi. Rồi bây giờ còn biệt giam rồi, ra thì còn trùng xuất, mà anh chị em đi rồi, biên rồi thì bây còn về được, chứ trùng xuất mà không về được nữa. Thì nhưng mà Chúa sắp đặt có như vậy. Có nhiều người hỏi tôi chừng nào Đức Cha về Việt Nam mà tại sao không về, nhưng mà ở đây thì làm việc được nhiều hơn ở Việt Nam. Điều thứ nhất, ở Việt Nam coi một điều phần bên này lo một bộ cả thế giới cho toàn thánh. Điều thứ hai, ở Việt Nam các đức cha không bao giờ nói trên đài phát thanh, trên đài truyền hình được. Tôi ở Roma nói trên đài Vatican, nói trên đài Veritas được, có nhiều khi tôi nói trên đài BBC nữa. Thì ở Việt Nam bổn đạo nghe tiếng tôi hết, rồi nói trên internet nữa thì bổn đạo cũng nghe,
cả thấy mặt nữa. Và khi tôi giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh Cha thì ở bên Việt Nam đó, bổn đạo theo internet và kêu đài, bổn đạo gửi email qua, chúng tôi cũng công thông với Đức Thánh Cha. Thành thử Đức Thánh Cha làm và Đức Thánh Cha có Đức Chúa Thánh Thần soi sáng. Còn những việc thế gian làm thì Chúa sửa lại chút, Chúa chỉ sửa lại chút xíu thôi thì liền được công việc. Khi mình nói là ra khỏi nước, nhiều người nói ra khỏi nước, ở trong nước mới làm việc được, té không ngờ ra khỏi nước làm việc lại được trong nước nhiều hơn nữa. Tất cả những bài giảng ở bên này đều có video, và ở Việt Nam thì người ta có video đó, trước anh chị em bên này. Chỉ cần một người đi về cầm một cái video về thì dâng ra hết cả rồi. Thành thử Chúa nhìn thấy trước chúng ta và Chúa hướng dẫn trước chúng ta. Câu hỏi sau, hỏi là ở trong tù thì liệu sao không sống, thì phải ráng mà sống, nhưng không sống thì chết. Điều thứ nhất, phải giữ sức khỏe, quyết tâm giữ sức khỏe. Mà anh chị em biết, tôi là người đã bị bệnh ho lao, làm linh mục ra thì ho lao, ở nhà thương, nằm nhà thương 9 tháng, hư lá phổi này, thổ huyết ra máu hơn 1 tháng. Các cha tới thăm, nói là thôi chú mày thì kiếm chỗ nhà mộ nào để mà làm lễ, làm tùy ý cho các bà sơ may còn sống, chứ còn không có giảng dạy gì được nữa đâu. Và khi tôi ở nhà thương ra thì bác sĩ cho một cái chứng chỉ đem về Đức Cha. Cha Thuận đã bị bệnh ho lao nặng, không được giảng, không được dạy, không được hát, không được đi xe đạp nữa. Về Đức Cha đặt lập cho sở, phải làm đủ mọi chuyện hết. Mà từ đó về sau cho đến khi ở tù mà thậm tệ, đau đớn, cực khổ sức, mà tưởng cái bệnh ho lao tái phát, nhưng mà không tái phát. Và khi đó là chỉ có 52kg mà thôi, và ai cũng tưởng là sẽ chết sớm. Bởi vì khi tôi ở bệnh viện thì cha Trần Hữu Tôn là anh ruột cha Trần Hữu Thanh đó, là làm cha giáo, thì ngài nói chú Thuận, chú làm linh mục đâu, nói trước mặt các chú như vậy. Mấy chú hỏi vì sao, ngài nói học cũng được, tính tình cũng được, mà chú chết yểu thôi chú làm. Tôi không biết, tôi yếu đuối lắm. Mà khi đi tu thì tôi nhờ má tôi nói với ba cho con đi tu, thì má tôi nói với ba cho thằng Thuận nó đi tu, nó xin đi tu. Ba tôi nói đừng có cho nó đi, nó yếu đuối như vậy, ở nhà sung sướng nó đi, nó ở chủ viện 3 ngày nó về. Thành nếu ba tôi mà làm cha giám đốc chủ viện, đời nào tôi làm một người. Vậy mà khi Chúa giúp đỡ thì ở trong tù cực như vậy, gắng hết sức để giữ. Mỗi ngày đi suốt, đi lui đi tới, đi từ sáng tối. Bởi mình ở mình mà buồn, mà nếu nằm trên giường ấy, là sẽ liệt bại ngay, vì ăn uống kém. Mà người ta còn có gia đình đi tiếp tế, tôi có gia đình tiếp tế, không bao giờ được gia đình thăm mà. Thì làm sao? Cứ đi, ngủ dậy đúng giờ, có ngày có nước thì tắm, và có ngày không nước thì chỉ có 3 cốc nước thì ngày mà cũng tắm. Cứ để như vậy mà dọn dọn cho nước nó xuống, kẻo mà nó khô quá nó gãy. Và nhờ vậy vừa đi, vừa làm massage, vừa tập thể dục, vừa chạy mà có một chỗ thôi. Nhưng sáng đi rồi tới trưa, trưa 12 giờ có cơm ăn đâu, sáng ăn lần, chiều ăn lần, trưa không có, nằm nghỉ
tới 2 giờ, đi lại cho tới 9 giờ rưỡi đêm, đi suốt như vậy, giữ sức khỏe. Và nhờ như vậy thì giữ lại được sức khỏe. Thứ hai là vui vẻ mà không oán thù ai, không buồn ai hết. Mà khi mình vui vẻ như vậy thì lương tâm mình bằng yên, nhờ vậy mà sống được. Nếu mà mình tức tối, buồn phiền mà nhăn nhó thì già sớm chết sớm. Và khi ở trong tù, khi mà ở trong tù ra thì mất 22 kg, nhưng mà lần lượt ra ngoài rồi thì tất cả kilo lui lại. Ở trong tù mất 22 kg mà mất hết cholesterol. Ra ngoài thì kilo lui lại và cholesterol cũng lui lại luôn. Và Chúa đã gìn giữ được như vậy. Anh em hỏi là sao? Nhờ khi trước, khi mà ba tôi đã nói nó đi tu cũng được, nó ở nhà sướng, nó ở tu cũng được rồi, 3 ngày nó về lên xin cha sở, lên là tên là Cố Châu, lên xin Cố Châu mà xin giấy, bữa nào 3 ngày nó về, cố về trên kêu lên này cố chết, ông bà cũng dám xin. Thì khi đó tôi quyết định là phải sống sao rất đơn sơ và sống rất bình dân để mà đổi cái nếp sống đấy, may mà tu được. Và nhờ đó, nhờ mẹ tôi giúp tôi và sau này tu được. Và khi mà ở trong tù thì tôi từ đó xin từ đâu lấy mà ăn. Ban đầu mấy ông cấp cao nói là kêu mấy cái anh mà gác tôi lên nó hỏi coi chừng nghe ông vừa cũng nấu được không. Ông nói ở toàn trong một có khách sơ rồi nấu hầu hạ không nấu làm sao ông nấu được. Mấy anh coi chừng cũng nấu không ăn mà ông đau chết thì mấy anh chịu đó. Mấy anh kia xung đó với anh cũng nói tôi nấu được, chỉ sợ có gì bỏ so mà nấu. Và vì vậy là ban đầu họ thấy tôi nấu được, và sau rồi thì họ thấy mình nấu ngon, nên mấy anh tới thêm giác tới thì mấy anh giao cả phần gạo của mấy anh là thức ăn đó, thôi nấu dùng cho tụi tôi luôn. Thành thử là nhờ những cái chuyện đó và nhờ má tôi dạy dỗ, bây giờ mỗi lần tôi sang Úc ngày trước tiên tới nghỉ vài tiếng đồng hồ thì đi chợ ra mua đồ về và tôi nấu cho má tôi. Suốt cả mấy ngày tôi ở lại trong nhà nấu cho má, bởi vì má đã nuôi mình thì bây giờ mình phải hầu má mình lại. Anh chị em hỏi tôi nấu có ngon không? Ngon không thì không biết, nhưng mà đã nấu vậy nhiều năm, mỗi lần qua Úc thì tôi cũng nấu. Má tôi tới ngồi bên cũng nói có gì cho má làm với, thì đưa rau muống thì má là rau muống, đưa khoai tây, đưa cà rốt thì má cũng gọt khoai tây cà rốt, mà má thì còn cuốn chả giò ngon là đó. Thì mà hỏi ngon hay không thì không biết, nhưng mà nấu mãi mà má tôi còn sống tới 98 tuổi là chắc còn thành cuộc sống. Bây giờ hỏi cuộc sống làm thế nào? Sống đơn sơ nên ở trong tủ không thiếu gì, tôi không cảm thấy thiếu gì, không thèm trà, không thèm cà phê, không thèm thuốc hút, thành thứ nó cũng đỡ nhiều chuyện. Như vậy đó, sống đơn sơ và bình dân vui vẻ. Và điều đó cũng làm cho những người gác lần lần họ cũng vui vẻ và họ cũng hiểu rằng cuộc sống người tu công giáo bình thường vui vẻ mà chịu được. Thưa Đức Phật Trong Một, để có hỏi có sự kỳ thị hết giáo dân, để bây giờ tới một vị linh mục
Vâng, xin thưa với Đức Trọng Tổng như thế này. Đức Tổng đã làm linh mục được 47 năm, làm giám mục 33 năm. Đâu là thời gian ý nghĩa nhất mang lại nhiều kết quả như vậy? Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, Đức Tổng nhận xét thế nào về anh chị em Công giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ? Câu hỏi thứ ba, chừng nào Đức Tổng giám mục sẽ trở lại với chúng con? Chúng con mong lắm thay. Câu hỏi thứ nhất, làm linh mục giám mục lâu năm, bây giờ các giám mục ở Việt Nam đó, thì tôi được vào hạng ba vị cao tuổi nhất, cao năm chức chức nhất là Đức Cha Ngữ, Đức Cha Tạo và Đức Hồng Ý Tụng với tôi. Đức Tổng Bình ngày xưa Ngài hay nói một câu, Ngài nói là ai mà gọi tôi là niên trưởng thì tôi buồn lắm. Bởi gọi tôi niên trưởng thì thấy tôi sắp chết quá. Bây giờ nhắc tôi vậy thì tôi cũng vui chứ không buồn đâu. Là trong cuộc đời linh mục có những khó khăn và có cũng những thành công, nhưng anh chị em hỏi tôi thì tôi thấy rằng cuộc đời linh mục rất là đáng sống và rất là vui. Sau cả cuộc đời mà Chúa cho tôi rồi, bây giờ Chúa hỏi tôi lại thì có đổi không thì tôi cũng nói tôi không làm linh mục được đâu. Chúa hỏi cho hỏi ba lần nữa thì tôi cũng nói tôi không làm linh mục, và tôi đã làm linh mục hạnh phúc. Dù khó khăn thì trong khó khăn đó hạnh phúc. Điều thứ hai là vì tôi chưa thù ai và ghét ai hết cả, kể cả những người làm cho tôi đau khổ nhiều thì tôi cũng là không bao giờ mà để một chút gì hận thù ở trong lòng tôi, luôn luôn đã tha thứ. Thành thứ điều đó cũng làm cho cuộc đời của tôi được hạnh phúc. Và có điều lạ là có những giây phút mà mình cảm thấy là ngã lần nhất như khi ở trong tù, mà nhiều khi cũng có những sự buồn phiền bởi vì có những sự hiểu lầm, nhiều khi do chính những người đồng đạo với mình, anh em với mình. Nhưng mà những lúc ấy thì mình cảm thấy mình gần Đức Chúa Giêsu chịu đấm đinh nhất, và những lúc ấy là những lúc mình dâng thánh lễ hầu như trần truồng như Chúa Giêsu, nó không còn một cái gì trong tay mình nữa, mà mình hạnh phúc bởi vì gần Đức Chúa Giêsu nhất. Vì mình chịu khó được với Đức Chúa Giêsu nhất thì những lúc đó là những lúc mà không có một chút gì vinh quang, nhưng chính là nên giống Đức Chúa Giêsu nhất, nên chính lúc đó lại không ngờ lại là hạnh phúc. Còn hỏi chừng nào qua lại, cái này cũng phải hỏi Chúa nữa. Vì nằm đây cái mai cái mà thấy ngủ thẳng mà không dậy nữa thì chiều mai cầu nguyện cho linh hồn cố giám mục Nguyễn Minh Thuận rồi. Ở trong tay Chúa, mình cố gắng, nhưng mọi sự ở trong tay Chúa, mình tin tưởng và không tin gì nên mình phó thác trong tay Chúa, bởi vì mình biết ngày mai. Còn hỏi rằng Đức Cha nghĩ gì về người Công giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ? Tôi cũng đi các nơi, tôi thấy được anh em Công giáo trưởng thành, giữ đạo sốt sắng, tôi mừng. Tôi thấy giới trẻ còn quảng đại, sẵn sàng đón nhận những lời chỉ giáo và những sự đòi hỏi cũng bằng lòng chấp nhận.
Thành thử tôi thấy có một tiềm năng rất lớn trong giới trẻ Việt Nam mà con giữ đạo. Nhưng mà cần gương sáng của chúng ta và sự nâng đỡ của chúng ta, tôi cũng rất vui mừng. Tôi có lo điều gì không? Tôi cũng có lo. Lo cái gì? Các đức cha ở ngoại quốc khi nào gặp mình thì cũng khen lời cả. Đó là lễ phép thôi. Lễ phép. Thì vô lẽ tôi gặp đức cha Hoa Kỳ thì tôi phải khen giáo hội Hoa Kỳ. Vô lẽ tôi tới tôi chửi. Nhưng mà mình cũng thấy có những cái sai trái. Và một trong có những cái sai trái mà có vị đã từng nói với tôi, thì tôi phải nói lại với anh chị em. Anh chị em có muốn tôi nói không? Có nhiều vị nói bốn đạo Việt Nam đi nhà thờ xin lễ rất xuất sắc, đọc kinh rất là khỏe, mà chửi nhau khỏe hơn nữa. Chửi nhau và kiện nhau và đem lên và như một cuộc kiện nhau nữa, thì cái đó là làm cho thương tổn lên người Việt Nam. Và các cha nói mà địa phận nói này nói thì truyền sang địa phận khác, nên anh chị em cũng nên nhớ không nghe cái gì tôi nói cái đó. Thiệt thà lắm, đức cha thuộc thiệt thà nha. Rồi thứ hai là lo lắng tương lai. Bởi vì sao? Mình ở đây bây giờ anh chị em thấy có các cha, người ta nhìn vào nói Việt Nam còn có các cha trẻ đi vào ngoại quốc, thấy lứa tuổi trung bình của các linh mục lớn trên 60 tuổi mà Việt Nam có nhiều linh mục trẻ, điều đó rất mừng. Nhưng mà nếu chúng ta không lo lắng để cho có ơn thiên triệu và ơn thiên triệu tốt ở trong giới trẻ của chúng ta, thì tương lai này sẽ ra sao? Và tất cả các cha ở đây bây giờ lần lần thì cũng đến tuổi già nhé. Chúng tôi gặp nhau thì thấy anh em trẻ rất vui mừng. Tôi gặp cha Tám đó, bữa nay qua thấy các cha đã kêu mình cha cố đáng rồi. Và cha cố đáng thì còn khỏe và thấy nay mai còn chảy dù lại được. Nhưng dù sao tuổi đời chồng chất lên thì anh em chúng tôi lần lần cũng phải ra đi và nhường chỗ lại cho lớp trẻ. Nếu anh chị em không lo thì ai lo? Nên xin đức cha cho chúng con một cha, một cơ sở. Đức cha có đẻ ra các cha đâu. Ai chính anh chị em, gia đình mà không đạo đức và cộng đoàn không có ơn gọi thì đức cha chịu thôi. Đức cha không làm sao thay anh chị em được. Và đó là một cái vòng lẩn quẩn, một vòng lẩn quẩn. Bởi vì sao? Bởi vì là có linh mục, có các sơ thì lo giáo dục cho có thiếu nhi tốt, có thiếu nhi tốt thì có thanh niên thiếu nữ tốt, có thanh niên thiếu nữ tốt thì có gia đình tốt, gia đình tốt thì có ơn kêu gọi tốt. Mà khi không có ơn kêu gọi tốt nữa thì không ai lo cho thiếu nhi, không cho ai lo cho thanh niên, bỗng ai lo cho thiếu nhi thanh niên thì không có gia đình tốt, không có gia đình tốt thì không có ơn thiên triệu, thì cứ vậy xoay thôi. Thành thử anh chị em nhớ mỗi gia đình lo lắng, đó là tương lai đó. Bây giờ đừng nghĩ rằng mình còn các cha, nhưng mà nay mai còn. Và điều thứ hai nữa, một giáo hội mà chưa truyền giáo thì giáo hội đó chưa trưởng thành. Nên mình phải nghĩ không phải chỉ các cha bao nhiêu được tụng lại mà để mà lo cho mình mà thôi, phải nghĩ đến đi dẫn đạo nữa.
mình phải còn những người các giáo hội khác ở bên Âu Châu, Mỹ Châu, mình gọi là muội là trễ nải, thua người ta. Nhưng mà họ có người đi dẫn đạo, mình cũng có người đi. Giáo dân của họ tình nguyện đi dẫn đạo, gia đình của họ tình nguyện đi dẫn đạo, mình cũng có người đi dẫn đạo. Không có cộng đoàn, mấy cộng đoàn mà có người làm truyền giáo đi các nước, mình chưa trưởng thành. Cứ nghĩ đến người khác thì Chúa sẽ lo lại cho mình. Nên anh chị em nghĩ đến điều đó mà Chúa để Chúa cho mà trưởng thành. Nên tôi lo lắng và chia sẻ với lo lắng đó, và anh chị em là người đáp trả lại và có thể giải quyết cái lo lắng đó, là phải có con cái đạo đức để trưởng thành. Một điều lo lắng khác, nhiều khi anh chị em nói dân tộc mình, nói dân tộc mình phải biết báo chửi là xong việc, không phải biểu tình là xong việc. Nói đến dân tộc mình là phải làm sao mà tính tương lai của dân tộc mình. Tương lai dân tộc mình giải quyết bên Việt Nam, mình giải quyết bên này nữa. Mà muốn như vậy sao? Thì con cái mình phải học hành đi và phải hướng dẫn cho con cái mình thờ thù nhà nợ nước, làm ở đâu? Ngay trên đất Mỹ này. Bởi vì sao? Quốc hội Mỹ nói thì phải có tiếng nói của người Việt Nam. Mà muốn tiếng nói của người Việt Nam thì có người Việt Nam có khả năng mà nói. Mà nói ở đó thì nó mới thấu. Mình viết báo Việt Nam, mình đọc với nhau, Mỹ nó có đọc đâu. Thành thử, anh chị em nói một tiếng nói ở trong Quốc hội Mỹ thì có giá trị, và tất cả người ta bỏ phiếu về vấn đề Việt Nam. Còn bây giờ anh Việt Nam nói mình chửi với nhau, mình nghe với nhau thôi. Cần phải có tiếng nói, phải viết báo bằng tiếng ngoại quốc, phải có những người có khả năng để sau này đại diện cho mình. Và ngay ở trong giáo hội Mỹ phải có những người Việt Nam để mà tham gia các cái ủy ban và đưa cho con cái mình tham gia. Nếu như không, mình sẽ còn giáo hội di cư 30 năm nữa hay 50 năm nữa. Còn câu hỏi hỏi Đức Cha nghĩ thế nào về giáo hội, về cộng đoàn chúng con ở San Jose? Tôi ở xa, tôi làm sao biết bạn anh em được? Tôi cũng nghĩ như anh em nghĩ. Đó là câu trả lời. Ở nước Mỹ có một ông tổng thống tên là ông tổng thống Garfield. Ông tổng thống Garfield có nói một câu mà chúng ta đang suy nghĩ. Ông nói Garfield, ngoài với Đức Chúa Trời thì Garfield không sợ ai hết, không sợ ai thằng nào hết đó. Mà chỉ sợ một thằng mà thôi, là sợ thằng Garfield, là sợ mình đó. Ngoài ra Đức Chúa Trời, Garfield không sợ ai hết, chỉ sợ Garfield thôi. Mới chỉ sợ mình đó, là không ngay thẳng, dấu diếm, làm những chuyện mà thiên hạ biết, mà Chúa biết, mà mình sẽ làm hư hỏng của mình. Vì bệnh tật sâu xia virus rất nhiều ở trong thâm tâm của mình. Nên cái điều đó thì trong mỗi cộng đoàn nên hiểu điều đó. Cộng đoàn không sợ ai hết, cộng đoàn chỉ sợ cộng đoàn mà thôi. Thưa Đức Tổng, nói yêu thương thì dễ, thực hành mới là khó. Xin Đức Tổng có thể cho những hành động cụ thể như thế nào để biết mình sống yêu thương? Nói yêu thương thì dễ, nhưng thực hành mới là khó. Xin Đức Tổng cho những hành động cụ thể như thế nào để biết mình là sống yêu thương?
Bây giờ nói chuyện dễ thôi. Có một lần tôi đi nghe giảng bà mẹ Teresa Calcutta giảng. Bài giảng thế này, linh mục học y giám mục gì nghe say sưa. Bà nói rất linh thơ, mà các vị khác lên đem sách vở lên dở ra trang này qua trang khác. Mẹ Teresa lên lon khon đứng cầm cái micro như vậy nói thôi, chẳng có sách vở nào hết mà ai cũng nghe. Cuối cùng có một linh mục lên: thưa mẹ, xin mẹ để lại cho chúng tôi một cái sứ điệp. Mẹ Teresa suy nghĩ một phút rồi mẹ trả lời: tôi để một sứ điệp rất đơn thân. Mỉm cười, mẹ nói từ mỉm cười, mẹ nói tiếp: chồng phải mỉm cười với vợ và vợ phải mỉm cười với chồng, mà suốt cả ngày, suốt cả ngày chẳng có từ phút ngồi. Cha mẹ phải mỉm cười với con cái và con cái mỉm cười với cha mẹ, mà suốt ngày suốt đêm lúc nào ra ngoài đường gặp người nào cũng mỉm cười hết. Và đến công sở, đến chợ búa, gặp ai cũng mỉm cười hết. Mẹ Teresa nói rất là đơn sơ, nụ cười không cần mua bán gì hết. Cái gì phải buôn bán khó, biếu cho ai cái hoa cái gì tốn tiền, cái cười tốn gì đâu. Vậy mà cười không nổi. Rồi thì mẹ Teresa nói rằng: Chúa, có ngày Chúa thử thách tôi quá, tôi cười với Chúa mà tôi cười tôi không nổi. Nhưng mà cái mỉm cười không phải là cười ngoại giao, cười thành thật, từ trong thâm tâm mình với tất cả tình thương của mình ấy, thì nó đòi hỏi tất cả sự hy sinh. Cho nên người nào mà tươi cười là người thánh, thánh thánh thì mới cười nổi. Còn mà không phải thánh thì có khi cười thì không, nhưng cái cười xong là chút nữa cáu. Thành thử là mỉm cười luôn luôn. Người ta nói là ông thánh Philippe Neri là một ông thánh luôn luôn tươi cười. Mà ông làm nhiều phép lạ lắm. Nhiều khi ông vào phòng mặc áo dọn mình làm lễ, chưa làm lễ mà ông suy gẫm sốt sắng, bóng đạo vô trong phòng mặc áo thấy ông bay bổng như thế. Thì ông thánh Philippe lại có một cái tài nữa. Thánh Philippe Neri lập giàu, ông có cái tài nữa, trừ quỷ, trừ quỷ luôn. Thì có một lần có thằng quỷ khó khăn lắm mà không ai trừ được, thì ông làm cho thằng quỷ nó cười cái nó ra mất đấy. Ông làm cái quỷ cười, có khi nào anh chị em nghe trong sách mà nó quỷ nó cười không? Quỷ là nó chỉ ghen ghét mà thôi, tức giận Đức Chúa Trời và ghen ghét mà muốn làm cho người ta mất linh hồn. Cho nên ma quỷ không bao giờ cười được. Và khi nào mà thấy mình cay có mà ích kỷ mà thù hằn giống ma quỷ đâu. Bởi vì mình cũng tư tư được. Và con của Chúa là vui vẻ luôn, vì mình có Chúa ở với mình cho nên vui cười. Mà tươi cười thì có tất cả sự hy sinh, chấp nhận hết cả, tha thứ hết cả, thông cảm hết cả. Và khi cả những khi mình thấy hoàn toàn vô lý thì cũng tha thứ luôn. Cái đó là yêu thương thật sự, cố gắng thật sự. Ngày mai khởi sự, ngày mai cha đỉnh xem bộ đạo có mỉm cười luôn không? Nếu mà anh chị em mà tươi cười luôn thì San Jose nghĩa là xứng đáng với thánh Giuse, gọi là San Jose, con thánh Giuse là Đức Chúa Giêsu ấy bên kia nữa, là thánh thiện, là thánh thiện. Và không cần cái gì, cần nhiều nhân đức ấy, cười được luôn luôn, gặp ai cũng tươi cười, cũng nhẹ nhàng, thì San Jose thật
thánh, Đức Thánh Cha phong hết cả thánh. Các cha, các bạn hỏi tôi làm thế nào, tôi làm thế nào, tôi chỉ biết vậy thôi. Và mà tại sao mình cười chứ? Ví dụ mình bị người ta giam, người ta giam là để cho mình cực, mà cực, cực mà mình lấy làm cực là đúng ý của người ta rồi. Ông giam mình cực mấy mà mình cười là họ thành công được. Để cho mình thảm thương cực khổ thì khi đó mới thành công, mà giam nó mà nó cười thì không thành công được. Tôi có một bạn là Đức Cha Khâm Thánh ở trên Lào, ngài bị giam 7 năm mà ai cũng cười, mà cộng sản Lào cũng ngán ngài, nghĩa là giam ngài ngày ngủ suốt ngày. Khỏe quá, giam ông ngủ thành thử vậy, kinh nguyện là chú vui vẻ rồi ông ngủ thôi, thành thử là không thành công được. Cảm ơn ông cứ ngủ khỏe thôi. Thành thử là khi tôi ở như vậy thì bắt đầu thì họ nói khi biệt giam đó thì có 5 người gác tôi, và cấp trên nói 5 người gác là các anh phải ở bên Thuận mà theo dõi, đừng mất cảnh giác mà báo cáo, mà coi chừng đó, bởi vì ông đó nguy hiểm. Và cứ sau 2 tuần thì đổi một cái khác, 5 anh khác, để các anh lâu thì ông Thuận ông là làm hỏng các anh đi. Sau họ theo dõi mấy anh đó thì mấy anh đó thời gian họ theo dõi thế nào biết, mấy anh sẽ nói với mấy anh đó là bữa trước tôi đã nói với các anh là sẽ thay đổi 2 tuần đổi 1 lần, nhưng mà bây giờ chúng tôi không đổi nữa, ông Thuận ở tù bao nhiêu năm thì mấy anh phải ở với ông bấy nhiêu năm. Bởi vì nếu thay đổi cứ 2 tuần thay đổi một kiếp khác thì ông Thuận sẽ làm hỏng tất cả công an của nhà nước. Tôi có gì đâu, tôi làm sức tao lấy gì mà hỏng tuyên truyền, ai cho phép mà tuyên truyền. Nhưng mà mình thương người ta, vui vẻ với người ta và lần lần thông cảm với nhau. Thì như có lần anh chị em đọc trong sách và nghe tôi giảng chỗ này chỗ khác đó, là cái thánh giá này là nhờ cán bộ đã trở nên bạn mà họ để cho tôi được cưa cây thánh giá bằng gỗ và giấu trong sọc hồng và đem về thành thử làm cái thánh giá này. Trong này cái gỗ đen này là gỗ ở trong tù, và cái sợi dây này là dây điện ở trong tù, mà cũng nhờ mấy người gác đó họ có lòng thương và họ cắt và cho mượn kềm làm cái dây điện này để mang, và mang không phải để kỷ niệm khoe với người ta, khoe gì muốn đem điêu như vậy không khoe gì, nhưng mà để tôi là phải thương yêu và tha thứ hoàn toàn như Chúa thương tôi. Tôi tội lỗi mà Chúa còn thương tôi, tại sao tôi thương lại người khác? Thành thử là cái này là nhắc lại cho tôi điều đó. Hai nữa, tôi ở tù là tỉnh Vĩnh Phú ở Đền Hùng, cho nên cái gỗ ở đó mà tôi phải cưa là gỗ Đền Hùng, là tổ tiên của dân tộc Việt Nam, nên tôi cưa được cái thánh giá này. Tôi đi đâu tôi mang cái thánh giá của gỗ Đền Hùng thì tổ tiên vua Hùng Vương của đất nước tôi, cho nên tôi mang luôn luôn. Bây giờ thì chắc gần khuya rồi thì anh chị em chắc cũng đói bụng. Bây giờ mà cứ kéo dài thì chắc là xỉu luôn. Nên phải
các cái câu hỏi sau thì chắc cũng tương đương như vậy. Mình không thể cửa khác cho đỉnh nấu cơm rồi tôi sẽ nói lại. Có những quyển sách ở đây tôi có mang tới cho anh chị em. Quyển Sứ điệp Đức Mẹ La Vang là một. Thứ hai là quyển Chứng Nhân Hy Vọng, là các bài giảng tôi đã giảng cho Đức Thánh Cha và Giáo Triều vừa mới in ra. Anh chị em là không biết Thánh Cha để ở đâu, nhưng mà hỏi để mà mua và đọc thì trong các bài giảng đó, 22 bài giảng trong tuần tịch tâm cho Đức Thánh Cha. Các thứ tiếng khác hiện giờ đã có tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý, còn các thứ tiếng khác đã có in. Tiếng Anh sẽ in tại New York. Tôi không có thời giờ nói dài, nhưng những quyển sách đó sẽ thay cho tôi gửi lại cái sứ điệp cho tôi. Và các cha cho biết sẽ bán hôm nay và tuần tới, nên các anh chị em tìm ở đó những quyển sách đó. Có một điều nữa, tôi phải để lại cái gì trong năm thánh đối với anh chị em. Ngày trước tôi đã được nhiều ơn của Đức Mẹ La Vang, thì tôi đã trình Đức Thánh Cha, và Đức Thánh Cha có ký một cái văn bản là lập cái cộng đoàn Đức Mẹ La Vang. Ai theo cộng đoàn Đức Mẹ La Vang sống ở đời mà cũng có thể khấn được, dù ở hội đoàn nào thì cũng có thể khấn được ở điều đó. Và các sơ có lời khấn rồi thì vào cộng đoàn Đức Mẹ La Vang cũng sống trong tinh thần của Đức Mẹ La Vang và mẹ của chúng ta. Nên các cha cũng có tài liệu đó, anh chị em sẽ biết sau. Và bây giờ vì đã khuya rồi, cho tôi gửi lời thăm tất cả bà con xa gần. Tôi không có đủ thời giờ mà thăm hết cả được, nên tôi với lòng quý mến gửi đến cho mỗi một người trong tất cả chị em. Và tôi sẽ nhớ cầu nguyện cho anh chị em tất cả. Một bó hoa để tượng trưng cho tấm lòng
của chúng con đối với sự ưu ái của Đức Tổng Giám Mục. Tuy Đức Tổng Giám Mục bận nhiều công việc của Tòa Thánh, nhưng Đức Tổng đã dành cho chúng con thời giờ quý báu, sức lực của Đức Tổng trong cái ngày cuối tuần hôm nay. Chúng con xin chân thành một lần nữa cảm ơn Đức Tổng Giám Mục. Và trước khi ra về, con cũng xin đại diện cho tất cả anh em linh mục chân thành cảm ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đồng dân Chúa đã theo lời mời của chúng tôi đến đây để cùng cầu nguyện cho Đức Tổng Giám Mục Francisco Xavier trong chuyến viếng thăm San Jose đầu tiên này. Sự ưu ái của Đức Tổng đã được anh chị em đền đáp bằng những tràng pháo tay thật nồng ấm, những gương mặt rạng rỡ với những nụ cười. Ước mong những lời chỉ bảo của Đức Tổng Giám Mục chúng ta hứa với Ngài trong cuộc đời, dù có những đau khổ hay những thử thách, chúng ta vẫn mỉm cười với nhau để chúng ta là những chứng nhân hy vọng cho nước trời và cho môi trường chúng ta sống. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả. Chúng con thay hội trưởng lão có một tiếng mừng đức cha. Giờ đây xin mời tất cả mọi người cùng đứng, Tổng sẽ ban phát hành cho chúng ta trước khi chúng ta ra về. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.